chạy trên phần critical cũng không có sợ nó bị phạm ở trên đây nha. Hello hello mọi người, hello anh chị. Anh chị nào mới vào cho em say hi nha. Giới bộ chào em tiếng đi nào. Đó, cái này á, thì mình sẽ bật lớn, mình sẽ chạy xuống. Thì khi mà mình chạy xuống như thế này, cái bột á, nó xuôi á, thì mình sẽ dễ ra hơn là mình chạy ngang nha anh chị nha. Mình dễ ra hơn là chạy ngang. Thì mình đi từ từ. Thường thường anh chị tháo móng á, thì nó cũng tầm 15-20 phút. Nhưng mà vào cái này thì tầm 5 phút là xong rồi. Rất là lẹ nha. Cái này vừa tháo đít vừa tháo bột luôn nha anh chị nha. Nó rất là êm, nó không có bị sượng giống như những cái đầu dũa khác. Đó, nó rất là êm, không có nóng ha. Cái đầu này thì cũng đã cũ rồi, chứ không phải là mới nữa. Hết hàng rồi. Đây. Mình nhớ bào xuống nha anh chị nha. Bất cứ cái đầu bào nào cũng vậy, mình bào xuống. Tại vì đâu mình bào ngang á, nhiều lúc có những cái đầu mà nó bị nhọn ở cái phần mũi đó, mình chạy ngang thì dễ bị cắt tay nha. Với lại nó hay bị sượng đó. Thì mình cứ chạy dọc xuống như thế này thì nó rất là lẹ. Cái này em bát feel và em làm design nhẹ nha. Hello hello, hello anh chị. Hello anh chị em làm mới vào nha. Alo alo alo. Này chắc thứ 6 chắc mọi người đi dũa hết rồi. Hello hello. Lâu hết trơn rồi thiệt. Anh chị thấy lẹ ha. Nên có cái máy giờ này nó yếu rồi. Anh chị thấy rất là lẹ. Nó đỡ tốn thời gian cho mình rất là nhiều nha. Thì các anh chị mới vô nè. Hello V. Trời ơi thiệt. Cưng dễ sợ luôn. Cưng dễ sợ luôn. Những cái đầu phá này nó giúp cho anh chị đỡ tốn thời gian khi mà anh chị phá bột với phá đít ha. Cái này á, ví dụ như anh chị mà làm bộ mới đó, anh chị có thể cắt móng nó xuống nè, xong anh chị có thể bào mỏng xong anh chị ráp thì nó đỡ tốn thời gian ha. Cái này thì em làm đát phiêu thôi. Come on. Cái máy này nó yếu lắm à. Chắc cái này chắc nó đòi máy mới rồi. Hello chị Hanna. How are you chị? Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách lắp bột nha. Nên anh chị nào mà order bộ dũa của bên John đó, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn kỹ cho anh chị cái cách mà mình dùng dũa nha, sao cho nó đúng, sao cho nó hợp lý nha, với lại giúp cho mình nhanh hơn, hiệu quả hơn nha. Đây xong thì cái đầu dũa 4X của bên em ha. Đây là cái đầu dũa 4X rồi. Bắt đầu em sẽ dùng cái đầu dũa Tornado. Đây thì nó còn hơi giống như vậy, nhưng mà nó còn hơi bột đó, thì mình dùng cái đầu dũa Tornado này thì cái phần trên nó nhỏ, nó sẽ mịn lại hơn ha. Thì nó sẽ ăn bột, mình dễ chạy hơn cái phần này. Thì nó sẽ không bị nóng nha. Trong đây thì nó sẽ có cái thép giảm nhiệt, nên là nó rất là đỡ giảm cái độ nóng lại của cái đầu dũa đó, làm cho khách nó không có bị bên, không có bị nóng ha anh chị ha. Mà nó chạy rất là dễ nè. Đây, cái đầu dũa này là đầu dũa phá treo, nhưng mà nó nhiều công dụng lắm ha anh chị ha. Thì mình biết cách dùng cái công dụng nào của nó thì mình áp dụng thôi ha. Đó, rất là dễ ha. Hello Andy. Nó không có bị nóng anh chị nè. Anh chị nhìn em chạy nè, nó sát xuống cái móng luôn rồi đó. Đó, nó sát luôn rồi, mỏng lắm, dính à, như là một cái tip rồi ha. Rất là ok nha anh chị nha. Đây anh chị giúp em một like một share nha anh chị nha. Hello anh chị nào mới vào nha. Alo alo, giá bộ 8 chút đi nào. Alo alo. Đó, mình chạy tới móng thịt của nó nhưng mà nó không có bị nóng nè anh chị thấy ha.
và anh chị sẽ thấy là cái đầu dũa nó giảm nhiệt, giảm độ nóng lại, nó không có bị bơn tay khách. Hello con, hello Tuấn, dậy sớm với con. Đây ha, chạy rất là êm nha, rất là mỏng và rất là êm. Hello con, dậy làm hả con? Đó, mình sẽ dũa xuống nè. Anh chị thấy ha, cái móng của em làm thì nó không có bị líp, không có bị hở nên là mình chạy rất là dễ. Ok, xong. Thì cái đầu dũa thứ ba là cái đầu dũa mà mình chạy cái critical sát cái bên cạnh của critical á, không làm cho nó bị lấy cái da chết ra nha. Cost nha, còn medium khác nữa. Ok, cái đầu dũa này thì mình sẽ, cái này á, cái lợi ích của nó rất là hữu ích nha. Mình chạy anh chị sẽ thấy nè, em chạy em nong cái da nó ra và nó rất là sát ở hai phế và critical. Thì khi mà khách anh chị làm xong đó thì nó đỡ bị lift hơn nha. Mới đi làm gì hả? Đây anh chị sẽ thấy nè, nó ăn rất là nhiều, nó ăn rất là sâu ở trong cái khóe đó, nên là khách của em thường thường quay lại thì nó ít, rất là ít hở nha. Đây mình sẽ chạy sát cái khóe nè. Thì cái bộ dũa này của em á, nói chung là dành cho rồ cũng được mà người yếu tay nghề cũng được, rất là dễ chạy. Nói chung là mình cũng không cần kìm, cái đầu dũa này mình cũng không cần kìm đâu. Mình chỉ linh làm sao mà cho nó sạch cái da chết ở trong cái critical nè, đó, cho nó sạch đây thôi là được ha. Rất là sạch. Yes. Christina hả? Yes, I for sale it. Mình chạy rất là dễ ha. Này anh chị thấy nè, nếu mà em chạy từ từ cho anh chị thấy, nó ăn những cái da chết ở hai bên khóe nè. Em quay rất là rõ ha. Đó. Ok, thì tiếp tục bên này, thì hồi nãy là em dũa ra rồi, em dũa xong rồi. Bây giờ em phải chạy cái nhám này đi ha. Anh chị thấy rất là dễ chạy, nói chung là tay nghề yếu cũng vậy ha. Nó chạy cho nó sạch cái critical đây, thì anh chị sẽ thấy cái critical đó nè. Em chạy mà nó mất luôn những cái da chết á. Đây, anh chị thấy ha. Em chạy từ từ cho anh chị xem nè. Đó. Rất là sạch cái phần ở trên critical ha. Take me please. Đây mình sẽ chạy cái critical ra nè. Ok. Mình take it out nó ra. Thì cái critical của mình nó sẽ sạch ở cái phần ở trên critical, thì mình đắp bột á, nó không có bị dễ chóc ha, dễ lift, dễ hở. Xong. Ok, thì em sẽ dùng cái phần đầu nhám. Cái này em sẽ hướng dẫn kỹ cho anh chị nha. Đây thì em sẽ dùng cái phần đầu nhám nha. Đầu nhám này thì anh chị khỏi phải sợ những cái tay mà nó mỏng á, da mỏng đồ này kia đó, thì anh chị không có cần phải sợ. Đây cái bậc 5-6 gì đó, bậc lớn hơn cái kia cũng được. Cái này thì anh chị không có sợ nha. Nó không có bị nóng nè, nó không bị bên nè. Em đè luôn cũng vậy à, nó không có hurt, nó không có đau ha. Bo em trả lời giùm anh nha. Nó không có bị bên tay khách nha. Đây nó không có bị bên tay khách. Chạy rất là êm nha. Anh chị nào dùng rồi thì anh chị sẽ hiểu nha. Nói chung là anh chị nào mà dùng sản phẩm bên em rồi thì chất lượng thì có đó. Còn chăm sóc khách hàng nữa mới là chính nha. Có anh chị nào chưa hiểu thì cứ inbox cho em nha. Cái này chạy đã lắm, chạy rất là êm nha. Chạy có lên, cho dù có lên critical đi chăng nữa thì cũng vậy à, cũng không sao hết nha anh chị nha. Này em chạy đại, chạy thí, chạy nói chung là nó không có đau, nó không có bị nóng tay đó.
Đó, đây, xong. Ok, bắt đầu thì chuẩn bị lắp bột nha. Hello cả nhà, hello, hello. Hello, hello, đau hết trơn rồi ta. Hello, đau hết trơn rồi. Chào em một tiếng đi. Chào em một tiếng đi anh chị ơi. Giờ buổi chào một tiếng cho em vui đi nào. Đây mình sẽ link cái da nó đi ha. Thì anh chị tùy à. Đó. Tùy anh chị có link hay không thì tùy anh chị. Có nhiều người anh chị á thì sợ là mình cắt da đó nó sẽ bị mỏng, nhưng mà cái bộ dũa của em thì nó hoàn toàn là có những cái thành phần ở trong đó, là giống như chạy cuticle là riêng chạy cuticle, còn chạy mịn là riêng chạy mịn nha. Có chạy phá thì nó riêng, nói chung là trong bộ dũa của em là 6 cái. Nên là dành cho anh chị nào mà tập làm hoặc là tay nghề yếu đó thì nó có sẵn ở trong cái set dũa của em hết ha. Hôm nay là mẫu gì vậy anh? Cái này á, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách mà làm fan dài đó. Thì thường thường bây giờ người ta bán những cái cắt nhọn, cắt tròn rồi đó. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn.